quý vị, đây là hình ảnh lúc 4 giờ 30 sáng tại một cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. Theo quan niệm của nhiều người, mua vàng đầu năm sẽ mang lại may mắn, sung túc cho cả năm. Vì vậy, rất đông người dân đã xếp hàng để mua vàng lấy may trong ngày vía thần tài. Sáng 14 tháng 2, rất đông người dân đã đi mua vàng đầu năm để cầu may mắn và sung túc cho cả năm. Nhiều người dân đã xếp hàng từ 1 giờ sáng để mua vàng lấy may trong ngày vía thần tài. Tại phố Vàng Trần Nhân Tông, thành phố Hà Nội, mặc dù phải gần 7 giờ sáng cửa hàng mới mở, ngay từ 1 giờ sáng đã có một lượng lớn người tập trung tại các cửa hàng vàng để chờ mua. Cũng như mọi năm, các cửa hàng vàng bố trí sẵn ghế để khách hàng chờ đợi bên ngoài. Để giữ trật tự, nhân viên phát số thứ tự khi khách ngồi đợi. Ngay sau khi mở cửa, bảo vệ, nhân viên bán hàng, thu ngân đã phải hoạt động hết công suất. Tức là năm nào cũng thế, tiền mừng tuổi của hai con nhà chị thì các cháu bây giờ cũng có ý thức là các hai anh em góp tiền vào và đến ngày này là đi mua vàng có niềm vui cho cả nhà đấy. Ngoài ra năm nay, các cửa hàng vàng bạc cho ra thị trường nhiều sản phẩm bắt mắt như 12 con giáp, vòng tay phong thủy chạm vàng. Đặc biệt ngày vía thần tài năm nay trùng với ngày Valentine, một số sản phẩm bông hồng vàng cũng thu hút khách hàng.